Trong những nhạc phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, của hai tác giả Đoàn Chuẩn Từ Linh, thì hẳn quý vị cũng sẽ nhận thấy rằng là có rất nhiều bóng dáng của Tà Áo Xanh trong các tác phẩm của ông, rất là nhiều ca khúc Gửi Gió Cho Mây, Với Bao Tà Áo Xanh Đây Mùa Thu, rồi là có hẳn một cái ca khúc mà Quang Long đã giới thiệu tới quý vị tên hẳn là Tà Áo Xanh. Nhưng mà có lẽ đó cũng chỉ là một trong những cái nhạc phẩm mà nói lại những cái giây phút mà nhạc sĩ thăng hoa với một cái cảm hứng nào đó. Còn đó thì Quang Long có hỏi với anh Đoàn Đính, thì anh Đoàn Đính bảo là đó không phải là ấy, mà cái người vợ yêu quý của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì ông chỉ dành tặng cho riêng một ca khúc, nhưng mà ca khúc này cũng vô cùng là độc đáo. Ông người vợ yêu quý của ông thì thường là không có mặc áo xanh mà lại mặc một cái màu áo màu tím, và chính vì vậy mà ông đã sáng tác nên một cái ca khúc Qua Bao Rừng Núi Anh Về Đây, nhớ nhau từng phút mong từng giây. Đó chính là cái tâm trạng của một người nhạc sĩ khi mà ông trở về cái vùng Việt Bắc, cả gia đình ông, người vợ và những người đứa con thân yêu của ông đang tản cư ở trên đó để mong để gặp nhau, để gặp Tà Áo Tím đó. Và ngay trong cái ca khúc Đường Về Việt Bắc, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị qua phần trình diễn ngay sau đây. Nhưng mà bây giờ thì quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhạc phẩm Chuyển Bến, cũng là một nhạc phẩm hết sức là độc đáo của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh qua phần trình bày của nghệ sĩ Quỳnh Hoa. Quý vị hãy một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón Quỳnh Hoa.